Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy nổi tiếng về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ông bà ta thường bảo nhìn mặt mà bắt hình dong, nhận định khá đúng trong rất nhiều trường hợp. Bởi theo nhân tướng học, chỉ cần xem một vài đường nét trên khuôn mặt mỗi người cũng có thể đoán được phần nào vận mệnh của họ trong tương lai. Thế nên, theo nhân tướng học thì vận mệnh của một người, đặc biệt là người phụ nữ, cũng có thể được thể hiện qua hình tướng một vài bộ phận trên khuôn mặt, trong đó có nét đường mũi, gò má. Đặc biệt, môi trái tim được xem là nét tướng của những phụ nữ giàu sang, phú quý, càng về hậu vận thì lại càng viên mãn. Vậy theo nhân tướng học, đâu là những đặc điểm phú quý dành cho phụ nữ? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Tiên là vầng trán cao và rộng, tướng hoàng hậu. Xem tướng phụ nữ nhận định, người có vầng trán cao và rộng thường là những người phụ nữ rất tâm lý và chu toàn, làm việc cẩn thận, vượng vận quý nhân và sẽ có trí tuệ hơn người, tài năng xuất chúng. Xếp hạng, họ có tướng hoàng hậu là bởi lẽ họ rất có phúc phần, may mắn hanh thông trong sự nghiệp, nhiều khả năng làm nữ cường nhân khi ở tuổi đời ngoài 35. Điểm cộng ở chốn công sở là họ có mạng lưới xã giao rộng khắp, nên dù không quá giỏi giao tiếp nhưng họ luôn nói chuyện thành khẩn và hành xử chân tình nên được lộc tiền tài khá nhanh. Nếu gặp được cấp trên biết nhìn xa trông rộng, biết khống chế và làm chủ toàn cục, họ sẽ dễ nắm giữ những vị trí quan trọng, vừa là cánh tay phải của người cầm đầu, vừa khéo léo điều hành cấp dưới để làm việc hiệu quả. 2. Sống mũi cao và thẳng, tướng công chúa. Người phụ nữ có sống mũi cao và thẳng trong nhân tướng học và xem tướng phụ nữ nhận thấy họ dễ có mệnh phú quý, được yêu chiều và trân trọng như nàng công chúa. Vì họ có tướng mệnh vương giả trong cung đình bảy lẽ, mũi trong xem tướng mặt chính là cung tài bạch, chủ cho tài lộc của mỗi người. Nữ giới có phúc phần mới có thể sở hữu phúc tướng hơn người này. Nếu hôn nhân vương vận gặp đúng chân ái của cuộc đời, họ sẽ lấy chồng đại gia, thay đổi hoàn toàn về kinh tế và tài vận sau khi yên bề gia thất. Điều kiện để họ có thể bước sang trang mới của cuộc đời là cần năng làm việc thiện, tích đức cho bản thân và gia đình. Tốt nhất nên kết hôn muộn khi gần 30 tuổi. Phụ nữ này nếu xuất thân trong gia đình giàu có, thường sẽ có lộc tiền bạc khi ngoài 25 tuổi. Chỉ cần chịu khó, chăm chỉ làm việc thì tiền đồ rộng mở. Nhưng đa phần họ sẽ lùi về làm hậu phương vững chắc cho chồng sau khi kết hôn. Tướng mặt của người lãnh đạo. Người có tướng lãnh đạo, làm chức cao, có địa vị trong xã hội là người có hai tai, áp sát đầu, môi góc cạnh, cân xứng, nhân trung sâu, có hình tam giác. Người này vô cùng thông minh, sắc sảo, có trí óc tuyệt vời. Họ tài năng hơn người, thành công trong sự nghiệp khiến ai cũng nể trọng. Hơn thế nữa, trong nhân tướng học, phụ nữ mà có đầu mũi to, đầy đặn, phần thịt hơi rủ xuống là người thật thà, có ý chí kiên cường, thẳng thắn, luôn đặt mục tiêu cho tương lai và làm mọi cách để đạt được nó. Cũng nhờ bản tính này mà họ trở thành trụ cột gia đình, là cánh tay đắc lực hỗ trợ kinh tế gia đình cùng chồng. Tướng mặt của người phụ nữ mạnh mẽ có tướng vượng phu. Theo nhân tướng học, thì người phụ nữ mạnh mẽ thường có gương mặt chữ điền, gương mặt có nét thô. Họ không thích sự dẫm vào người khác, lúc nào cũng tự mình giải quyết mọi chuyện. Người này dù có kết hôn rồi cũng tự lực cánh sinh, ít khi nhờ vào chồng việc gì. Người này nếu có vầng trán rộng cao, môi trên dày thì rất trung thủy, một lòng vì chồng, yêu thương và dạy dỗ con cái rất tốt. Họ sống có trách nhiệm, quy củ, không sợ khó khăn, việc nặng nhọc. Tướng mặt của người, ai gặp cũng yêu. Người phụ nữ sở hữu tướng mạo này thường có lông mày lá liễu, ánh mắt sáng, long lanh, tóc mềm mại, hấp dẫn. Đây là người có đường tình duyên đào hoa, nhiều người phải thầm thương, trộm nhớ. Họ trong sáng, hiền từ và lương thiện. Kể cả sau khi đã kết hôn, họ vẫn được nhiều người yêu quý, dành nhiều tình cảm.
Bên cạnh đó, khuôn mặt mà hình chữ điền thì chứng tỏ họ là người rộng lượng, suy nghĩ chu đáo, biết chăm lo cho gia đình, quan tâm tới bạn bè và thích giúp đỡ họ. Vì vậy, người đàn ông nào lấy được họ sẽ có tất cả trong tay, có thể yên tâm chuyện gia đình mà gây dựng sự nghiệp. Tướng mặt của người phú quý tự tới. Người có mệnh phú quý, tài lộc thường có dái tay to như tay Phật, càng to càng tốt, phần cằm đầy và nhân trung dài sâu. Họ có số mệnh cuộc đời rất tốt, sống thọ, sung sướng từ khi sinh ra. Đồng thời, họ là người hiền lành, biết kính trên nhường dưới, sống thân thiện, hòa hợp nên được lòng nhiều người. Phụ nữ có giọng nói ngọt ngào là người sống giàu tình cảm, một lòng một dạ cho gia đình. Người này càng về hậu vận càng nhiều tiền, giàu sang phú quý không ai bằng. Phụ nữ có tướng môi, trái tim. Nhân tướng học cho rằng, ngoài quyến rũ và gợi cảm, thì phụ nữ sở hữu môi trái tim còn là những người rất dễ gặp may mắn và có hạnh phúc trong cuộc sống. Họ có tư duy tinh tế và nhanh nhạy, cuộc sống dễ gặp nhiều may mắn và sự nghiệp thành đạt. Ngoài ra, những phụ nữ có nét tướng môi này hầu hết đều được mọi người yêu mến ngay từ nhỏ, nên khi trưởng thành, con đường tình duyên với họ thường rất viên mãn và ngọt ngào. Đặc biệt, nếu đường viền môi càng rõ nét, đôi môi càng căng mọng thì họ sẽ càng có hậu vận giàu sang, cuộc sống không bao giờ phải lo thiếu trước hụt sau. Cung điển trạch rộng rãi, tướng vượng phu. Cung điển trạch nằm ở giữa lông mày và mắt. Nếu cung điển trạch của người phụ nữ rộng rãi, thêm nữa ở giữa không có vết đen hay vết sẹo, vậy thì đại đa số họ đều có phúc khí tốt, có điều kiện kinh tế, nhiều người còn có thể kế thừa tài sản của gia đình và nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Người phụ nữ có đặc điểm trên sau khi kết hôn có thể vượng phu, làm chồng sung túc, mang lại nhiều tài phú cho chồng. Cằm đầy đặn, nhân ái hiền hậu. Phụ nữ có cằm đầy đặn là người sống tình cảm, không chỉ dễ dàng ứng xử hòa thuận với người khác mà còn là một người thân thiện. Cằm má đầy đặn, vượng phu thịnh gia. Ý tứ là người có cằm tròn trịa hoặc hai má đầy đặn là người quý tướng vượng phu. Nếu lấy được người phụ nữ như thế này làm vợ, thế thì người chồng sẽ rất hạnh phúc, vì thông thường những người phụ nữ ấy là người vợ hiền từ, lại tài đức. Họ không chỉ chăm sóc tốt cho gia đình mà còn khoan dung, độ lượng, hiền lành và phúc hậu. Vì thế, họ khiến nửa kia yên tâm trong việc quán xuyến gia đình. Mũi to, sự nghiệp phát triển. Theo nhân tướng học, những phụ nữ sở hữu tướng mũi to đều thường là những người có ý chí phấn đấu vì sự nghiệp rất cao. Bên cạnh đó thì họ cũng là những người có tính tự chủ, tự lập trong công việc cũng như cuộc sống. Nhưng có lẽ điều đặc biệt hơn cả là những người phụ nữ này luôn biết cách quản lý tiền bạc và rất có khả năng đầu tư tài chính nhằm thu lại lợi nhuận cho chính mình. Nhờ được nhân duyên tốt đẹp nên họ thường rất hạnh phúc trong tình yêu. Những phụ nữ này cho dù không dựa vào chồng thì cuộc sống cũng luôn đầy đủ, thậm chí còn rất sung túc. Tài vận của họ cũng vô cùng mỹ mãn, đặc biệt càng về hậu vận thì lại càng giàu có. Mặt tròn, miệng đầy đặn, thông minh và nhân hậu. Theo nhân tướng học, những phụ nữ sở hữu gương mặt tròn, miệng đầy đặn hầu hết là người tài năng hơn người, thông minh và lại còn nhân hậu. Người sở hữu tính cách phúc hậu thì họ còn là những người luôn biết kính trên nhường dưới, hiếm khi tranh cãi với chồng con, nên việc mâu thuẫn trong gia đình không bao giờ có cơ hội xảy ra. Họ cũng thường có quý nhân nâng đỡ nên dễ dàng gặt hái được thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Những phụ nữ sở hữu nét tướng này ngoài là người luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống, biến nguy nan thành cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, thì họ còn giúp ích cho chồng trong việc phát triển sự nghiệp gia đình. Cổ tương xứng với đầu và mặt, luôn gặp may mắn. Theo nhân tướng học, nếu chị em nào sở hữu tướng cổ tương xứng và vừa vặn với mặt, đầu thì cũng là nét tướng của những người dễ gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Lâu nay, ông bà ta cũng quan niệm rằng cổ là giường cột của một người nên cổ này nở, tròn đầy và tương xứng với đầu, mặt chính là tướng phú quý, là nét tướng của những người phụ nữ dễ có hậu vận giàu sang. Gò má cao vừa phải, yêu chồng thương con. Theo quan niệm nhân tướng học, hầu hết phụ nữ sở hữu gò má cao vừa phải đều là những người rất yêu chồng, thương con. Bên cạnh đó, họ còn là những người nội trợ đảm đang, hết lòng chăm lo cho hạnh phúc gia đình. Cũng bởi có tính cách ấy nên những phụ nữ này sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho chồng.
Nhờ biết vun vén như thế nên cuộc sống của gia đình những người phụ nữ này lúc nào cũng hạnh phúc. Họ cũng không phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền nong vì đã có chồng lo liệu. Đặc biệt là hậu vận của họ thì lại càng viên mãn. Nốt ruồi quanh mắt, nhân duyên tốt. Nhân tướng học gọi những nốt ruồi quanh mắt này là nốt ruồi đào hoa, là những nốt ruồi sẽ mang tới vận tình nhân duyên tốt đẹp cho những người sở hữu. Bên cạnh đó, những người phụ nữ sở hữu tứ nốt ruồi quanh mắt hầu hết đều thử lo tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân, quyết tâm xây dựng nền tảng vật chất vững chắc trước khi đến với những chuyện kết hôn. Và họ cũng bởi tính cách ấy nên về hậu vận, họ sẽ dễ gặt hái được nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống. Quý vị thân mến, tất nhiên, những thông tin nhân tướng học như trên chỉ mang tính chất tham khảo. Hình hài của mỗi người là do cha mẹ sinh ra, chúng ta không thể quyết định đẹp xấu. Giàu nghèo cũng là do bản thân mình quyết định, không thể cứ dựa vào tướng mũi, tướng môi tốt rồi không nỗ lực, không cố gắng làm việc thì chẳng ai có thể mang đến cho mình cuộc sống ấm no. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm được nhiều thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.